Let's Review Unit 4. Ví dụ trong bối cảnh là những cái hoạt động của chúng mình là ở trong công viên giải trí, thì câu hỏi chung của họ là các bạn đã làm gì, thì người ta sẽ hỏi What did you do? What did you do? Và bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu kể lại cái hành trình của chúng mình đi từ nơi một. Và đầu tiên thì chúng mình đã đến nhà hàng chẳng hạn, thì chúng mình sẽ nói First, we went to a restaurant. First, we went to a restaurant. Went là quá khứ của từ go, là từ đi á. Sau đó thì gì? Chúng tôi đã đi lên cầu trượt nước để chơi. Thì mình sẽ nói Then, we went on a water slide. Then, we went on a water slide. Tức là gì? Chúng mình đã đi lên để chúng mình chơi. Tiếp tục sau đó thì chúng mình đi gì? Tàu lượn siêu tốc. Thì mình sẽ nói After, we went on a roller coaster. After, we went on a roller coaster. Câu rất là thích trò này. Cuối cùng thì gì? Chúng tôi đi ra để thử bộ trang phục hóa trang. Thì mình sẽ nói Finally, we went to try on custom. Finally, we went to try on custom. Về nhà cũng muốn các con luyện nói nhiều hơn, các con có thể nhờ bố mẹ hay anh chị mình hỏi về những câu này và chúng mình sẽ luyện cách trả lời để đi kể lại một hành trình của chúng mình đã làm gì từ đầu cho đến cuối cùng nhé. Con sẽ gặp lại các con vào những video ôn tập sau nhé.